Dạ thắng chào cô chú nha, chuẩn bị thì con đóng hàng đi gửi tỉnh cho khách, sẵn đây quay cô chú ta xem luôn. Thì vừa rồi con nói cô chú đó là con chưa có gửi hàng được cho là bị ứ, thì hôm nay con vừa mới gửi bên bưu điện thì những đơn mà trong tỉnh Bến Tre là họ nhận rồi, riêng ngoài tỉnh thì hôm nay con sẽ đi bên khác á, cho họ chưa có dám đi, dồn hàng nhiều quá cô chú. Thì coi sẵn đây con nói luôn, vì sao một bên con nhiều khi cô chú nói những bên khác họ bán họ đóng hàng gửi đi có 30.000 là nhiều, mà bên con ship cao vậy. Đầu tiên con nói là bên con đóng hàng cái thùng này không á, con mua giá gốc số lượng nhiều đã 45.000 rồi cô chú. Này là thùng một cây nha, còn thùng nửa cây này á giá gốc đã 35.000 rồi, chưa tính thùng cây rưỡi thì giá nó cao hơn nữa. Mà con đi thùng này không, trước đây những tỉnh mà xa con cũng đóng thùng giấy kiểu gì, con quấn lại đó, lấy mấy cái thùng xốp vậy đóng lại đi, đi tới nơi cái cây xẹp lép chết rồi đâu có ai đâu nhận đó, thì con đóng vậy. Cô chú nghĩ đi, với những cây như thế này, như cây ổi này đi, cây ổi thôi thùng một cây này nó muốn không vừa nè đó cô chú ta thấy không. Còn riêng như những cây xài hay cây mít đi, cô chú ta thấy con đi không, con đóng một cái thùng này nó mới vừa, thêm một cái trên nữa hết 80.000 tiền thùng rồi. Mà thùng con sử dụng là mới 100% hết cô chú, con không sử dụng thùng cũ. Trước đây con cũng sử dụng thùng cũ nhưng mà đi chất lượng nó không có, nhiều khi tới nơi nó bể cái thùng nó hư hàng đó, thì con nói cô chú ha. Và hiện tại là một số đơn ở đây á, con cũng đi gọi là đi demo thôi, chưa có dám đi nhiều nữa, đơn rất là nhiều. Nhưng mà những cái đơn ngày hôm nay con đi á, là cô chú đã cọc tiền cho con rồi thì con đi, tại vì cô chú cũng không chịu lấy tiền lại mà con không gửi á, mai mốt lỡ lên mà phớt con là chết con luôn, nên con buộc lòng cũng phải đi. Tới trường hợp mà chậm quá, cây có héo hay có gì đó thì con cũng hỗ trợ con hoàn tiền lại, chứ bây giờ không chịu lấy tiền lại mà con không chịu gửi hàng nữa rồi mai mốt người phớt con sao, nó hơi khó ha. Còn cô chú nào mà con chưa lấy tiền cọc á thì từ từ đi ạ, à. Tại vì tình trạng cây nó đi chậm nó chết chứ không phải con muốn gửi đâu, con quay con nói cho cô chú biết thôi. Bên con đi rất là kỹ như thế này rồi, của con còn mai lẹm đây nữa đây ạ, à. Vô thùng mà còn mai lẹm nữa cô chú, cây vô tụi con mai lại hết cho nó dính trong cái thùng này. Thì khi nào mà đi hoạt động bình thường đi cô chú xem, chẳng những mà hàng mà đi xe tải tụi con cũng kỹ, mà hàng đi đường bưu điện tụi con làm cũng rất là kỹ. Bên con làm là không phân biệt khách lớn hay khách nhỏ, có nhỏ rồi mới có lớn, à, con suy nghĩ vậy. Và cây như con nói đó, bây giờ đi bên thứ ba nữa, bên con bấm tem hết, và tem là có mã QR, cô chú cứ bấm vào trong mã này sẽ tìm được đường tới cơ sở bên con. Con cũng nói thẳng luôn, cô chú nào mà mua hàng bên con, mua cây bên con mà keyboard tiết kiệm từng đồng từng cắc thì con không phục vụ được. Con thà phục vụ chất lượng chứ không cần số lượng. Số lượng đông quá thì con phục vụ một thời gian rồi con cũng bị bể, gọi là làm không có hiệu quả. Thà con phục vụ chất lượng thì con đi được đường dài, mà con phục vụ quá nhiều mà con làm không tốt thì con đi đường ngắn thôi. Cũng như tên con đặt, không phải là tự nhiên con đặt là Tâm Phúc đâu, là cái người cô chú thể tin tưởng được để cùng đồng hành cô chú. Dạ con quay ngắn lên, điện thoại nữa thì con cũng quay quá trình con đóng sao cô chú ta xem.
次我真的睡着了。Thank you.